Mạnh Hà xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới của STV. Một ngày mới lại bắt đầu, chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui, làm việc chất lượng hiệu quả. Thưa quý vị, hơn chục năm trước, một số hộ gia đình ở huyện Mê Linh, Hà Nội chuyển lên xã Trường Sơn sinh sống và phát triển kinh tế nhờ trồng hoa hồng. Trải qua nhiều biến cố, giờ đây nghề trồng hoa vẫn tiếp tục được các hộ dân ở Trường Sơn gắn bó với mong muốn những đóa hoa sẽ tô điểm, làm đẹp thêm cho cuộc sống và mang đến nhiều giá trị kinh tế, làm giàu cho người trồng hoa. Nội dung này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong lăng kính ngày mới sáng nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục có mưa vừa mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước dự báo trên, cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh phía Bắc triển khai biện pháp ứng phó. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh phía Bắc và bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, riêng nhóm ngân hàng có vốn nhà nước mức giảm lên tới 1% một năm. Động thái giảm lãi suất diễn ra ngay sau khi ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất huy động dưới 6 tháng. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 tháng và là lần thứ 3 trong năm nay ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng xuống 4,75% một năm. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, từ nay đến hết ngày 27 tháng 12, đường sắt đang áp dụng chính sách giảm giá vé tàu cho học sinh đi thi trung học phổ thông, đại học, nhập học mùa thi năm 2023. Theo đó, học sinh đi thi và nhập học sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu. Mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi, học sinh được mua một vé cho học sinh và một vé cho thân nhân đi cùng cho một lượt đi và một lượt về. Khi nhập học, có giấy báo nhập học, học sinh được mua một vé cho lượt đi và một vé cho thân nhân đi cùng, giảm 10% giá vé. Điều kiện khi mua vé đi tàu, học sinh cung cấp giấy báo thi, thẻ dự thi, giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ, mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt. Hôm nay, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc, hơn 11.700 thí sinh tại Sơn La sẽ đến điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi, đính chính thông tin sai sót nếu có. Chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 kéo dài 2 ngày sau đó. Theo lịch thi, đúng 14 giờ hôm nay, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục đăng ký dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Thí sinh nên đến điểm thi sớm để nắm sơ đồ phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi, trong đó cán bộ coi thi sẽ nhắc nhở, lưu ý thời gian gọi thí sinh, thời gian làm bài, những vật dụng thí sinh không được phép mang vào phòng thi. Theo quy định, trong các ngày thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục. Thí sinh xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Mỗi buổi thi, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được vào điểm thi để dự thi. Phụ huynh nên quan tâm, nhắc nhở các em thí sinh chủ động để đến làm thủ tục thi đúng giờ, nghe quy chế thi đầy đủ, tránh những điều đáng tiếc do vi phạm quy chế thi. Thông tin chi tiết về kỳ thi chúng tôi sẽ đề cập trong các chương trình thời sự của STV. Trên cơ sở kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm, từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh Sơn La tiếp tục xúc tiến quảng bá du lịch Sơn La theo hướng trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức khác nhau, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quảng bá nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa cả về số lượng và chất lượng, duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động kết hợp xúc tiến thương mại với du lịch, đa dạng hóa các loại hình xúc tiến thương mại gắn với du lịch, đổi mới nghiên cứu ứng dụng công nghệ số vào môi trường thực tế ảo, xã hội số, du lịch số. Đồng thời với đó là huy động, thu hút các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật du lịch, trong đó lấy khu du lịch quốc gia Mộc Châu, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La làm trung tâm và động lực cho phát triển các khu điểm du lịch khác, phát triển mạnh các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững, xây dựng sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao, khác biệt gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, di sản văn hóa, sản vật của địa phương. Những năm qua, huyện Yên Châu đã tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tích cực thực hiện tiêu chí số 19.2, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, xã hội và đảm bảo bình yên trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Hàng năm, ngoài việc phối hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện thường xuyên đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giúp người dân yên tâm lao động sản xuất và nâng cao đời sống. Đến nay, huyện Yên Châu đang duy trì hoạt động của 11 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, gồm 1.214 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, 173 tổ an ninh nhân dân, 173 tổ hòa giải, 173 tổ phòng cháy chữa cháy, 15 tuyến đường tự quản về an ninh trật tự. Các mô hình đảm bảo an ninh trật tự đã góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đến tháng 5 năm 2023, có 14 trên 14 xã đạt tiêu chuẩn tiêu chí số 19.2 về an toàn, về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức, ngay sau đây là Lăng kính ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Trường Sơn, thành phố Sơn La, gần 20 năm qua, có những hộ gia đình đã gắn bó, tạo dựng nên thương hiệu vùng trồng hoa nổi tiếng của thành phố và là điểm đến quen thuộc của những du khách yêu thích thiên nhiên và đặc biệt là yêu thích hoa. Trong chương trình Chào ngày mới ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng ghé qua nơi này. Nhắc đến vùng trồng hoa ở xã Trường Sơn, không thể không nhắc đến công lao của những người mang cây hoa đến với mảnh đất này. Qua từng năm tháng, cây hoa đang dần thay thế tấc đất trồng lúa, trồng ngô khu vực này. Thế tôi thấy cái đất ở trên này và cái khí hậu ở trên này thì nó phù hợp cho cây hoa. Thế thì tôi thấy phù hợp như thế là tôi quyết định chọn Sơn La là cái nơi phát triển cây hoa của tôi. Nghề trồng hoa thì nó cũng có nhất những cái vui. Cái thứ nhất là so với người nông nghiệp, tức là người ta cấy lúa trồng rau, thì trồng hoa là nó có cái thú vị hơn, tức là nó chinh phục được những cái kỹ thuật, làm ra được những cái sản phẩm đẹp. Gần 20 năm qua, các nhà vườn nơi đây đã lặng lẽ dành tâm huyết chăm sóc cho cây hoa, đặc biệt là các loài hoa cúc và hoa hồng. Hoa hồng ở Sơn La cũng đã có được chỗ đứng trên thị trường nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điều đặc biệt hơn, hoa trồng ở Sơn La nở trái vụ so với nhiều địa phương khác. Đây cũng chính là điều kiện để hoa Sơn La cung ứng ra nhiều thị trường. Và để tạo được chỗ đứng như ngày hôm nay, không thể không kể đến công chăm sóc rất đỗi tỉ mỉ của người trồng hoa. Đối với cây hồng thì cái sinh trưởng của nó như là về mùa hè thì cứ 40 năm ngày là được một nứa. Thế nên là cứ sau một thời gian thì mình lại phải cắt tỉa, rồi lại phải có những cái loại thuốc mà chăm sóc để phù hợp với lại cây. Nhiều người thường thắc mắc tại sao hoa là loài cây phải được chăm sóc trong điều kiện sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ như vậy. Vậy người trồng hoa quanh năm sẽ phải đối diện với những tác động này như thế nào? Đối với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đấy, thì chúng tôi là những người làm ở vườn đây thì cũng phải lựa chọn những cái loại thuốc. Thứ nhất là an toàn cho người sử dụng, cho người lao động. Và thứ hai nữa là người sử dụng những cái bông hoa. Đấy, ở đây chúng tôi cũng phải lựa chọn những loại thuốc như là có những loại thuốc mà có khi dùng trong rau sạch nó chỉ 3 ngày là mình có thể ăn được rồi. Thì đối với cây hoa chúng tôi cũng nên lựa chọn những loại thuốc đấy. Trồng hoa cũng như những ngành nông nghiệp khác luôn luôn phải đối diện với những khó khăn về điều kiện thiên tai và thời tiết thất thường. Khó khăn thì cũng có, ví dụ như là có những năm thì sương muối nó xuống, rồi mưa đá nó phá hủy đi, thế rồi là mưa lũ lụt thì nó ngập mất. Khó khăn là vậy, nhưng những người trồng hoa nơi đây vẫn bám trụ và gắn bó với nghề trồng hoa qua từng năm, từng tháng, bằng sự chịu thương, chịu khó chăm sóc cho hoa. Để tiếp tục lưu truyền nghề trồng hoa ở Sơn La không bị mai một, đưa thương hiệu hoa Sơn La đến với nhiều người yêu thích cái đẹp. Vâng thưa quý vị, dường như không phụ công người chăm bón, hoa trồng ở Trường Sơn luôn sinh trưởng tốt, nở đẹp, tươi lâu, được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay thị trường tiêu thụ hoa của Trường Sơn không chỉ ở thành phố Sơn La và các tỉnh lân cận, mà còn cho các tỉnh thành phố như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Hoa Trường Sơn không chỉ làm đẹp cho đời mà còn mang lại giá trị kinh tế
tạo động lực để người dân nơi đây gắn bó hơn nữa với nghề trồng hoa. Thưa quý vị, là bộ môn thể thao mang lại nhiều lợi ích tích cực với sức khỏe như tăng sự dẻo dai, giảm stress, tốt cho hệ tim mạch, hô hấp, xương khớp. Những năm gần đây, bộ môn yoga đã được nhiều người lựa chọn để luyện tập nâng cao sức khỏe. Không những thế, yoga còn giúp người tập tự tin hơn để gắn kết, chia sẻ với các thành viên khác trong câu lạc bộ, trong công việc và cuộc sống giúp cải thiện tinh thần tốt hơn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Mường La. Yoga có nguồn gốc từ Ấn Độ, đến nay bộ môn này đã được truyền bá khắp các quốc gia trên thế giới. Yoga hoàn toàn khác với những môn thể thao khác. Ngoài lợi ích về sức khỏe, yoga mang đến cho người tập nhiều hiệu quả tích cực về mặt tinh thần, tìm thấy sự thư thái, yên bình trong tiếng nhạc du dương, động tác nhẹ nhàng trong các bài tập. Tôi đi tập yoga thì cách đây được khoảng 5 năm rồi. Trước khi chưa đi tập yoga thì sức khỏe mình rất là kém, mình bị đau cổ vai gáy và mất ngủ. Nhưng mà từ khi biết đến bộ môn yoga này thì sức khỏe của tôi có cải thiện lên hơn rất là nhiều, vì là đã cải thiện được giấc ngủ ngon này, sức khỏe tăng lên rất là nhiều mà cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn nhiều. Với các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng tác động sâu vào cơ thể, đòi hỏi người luyện tập phải có tính kiên trì, nhẫn nại. Từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, mỗi tư thế yoga có tác dụng khác nhau và phù hợp với từng đối tượng. Cháu tham gia lớp học yoga này đã được hơn 2 năm rồi. Và mỗi khi tham gia thì cháu cảm thấy rất vui. Và khi được tập luyện của mọi người thì cháu cảm thấy rất khỏe mạnh. Và yoga là một bộ môn giải trí, kể cả mùa hè hay là trong năm học. Cháu thấy bộ môn này thì phù hợp với nhiều lứa tuổi. Và trong lớp học của cháu thì có cả những bạn nhỏ, kể cả những bác lớn tuổi. Yoga giúp người tập giảm bớt căng thẳng, tăng niềm lạc quan, tự tin trong cuộc sống, giữ gìn và cải tạo vóc dáng. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên không giống như những môn thể dục khác, người học chỉ cần làm theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức, kỹ năng nhất định để tập đúng. Nếu tập sai phương pháp sẽ gây chấn thương và ảnh hưởng đến sức khỏe. Để việc tập luyện phát huy hiệu quả, đòi hỏi người tập phải tự giác và thật sự hòa đồng vào tập thể, không e ngại khi tham gia các trò chơi, các động tác gây cười. Đến với bộ môn yoga, bản thân tôi cảm nhận được sức khỏe không chỉ về thể chất mà cả tinh thần. Tôi muốn lan tỏa cái bộ môn này tới tất cả mọi người trong cộng đồng. Và qua bộ môn này không chỉ nâng cao sức khỏe và luyện tập sức khỏe cho tất cả mọi người, mà tôi muốn lan tỏa cái tinh thần luyện tập thể thao nói chung và bộ môn yoga nói riêng, từ đó giúp cho cộng đồng luôn luôn mạnh khỏe, tinh thần thoải mái, góp phần vào xây dựng phát triển xã hội. Với những áp lực căng thẳng của cuộc sống hiện đại, mọi người luôn có nhu cầu tìm kiếm cho mình một môn thể thao để luyện tập nhằm cân bằng cuộc sống, rèn luyện sức khỏe. Phong trào tập luyện yoga ngày càng phát triển sâu rộng. Với những lợi ích thiết thực đem lại cho người tập, yoga đang dần khẳng định vị thế trong phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi môn thể thao đều có lợi ích riêng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, để chọn được một môn thể thao phù hợp, mỗi người cần xác định được tình trạng sức khỏe của mình, thời điểm, thời gian tập luyện để đạt hiệu quả tốt nhất. Và yoga cũng vậy. Hy vọng với những lợi ích mà yoga mang lại, nhiều người sẽ chọn yoga là môn thể thao của mình để khởi đầu cho một ngày mới nhiều năng lượng, sức khỏe và nhiệt huyết, để bắt đầu một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Chương trình Trong Ngày Mới đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.